Em sẽ ở trời, Ờ Hunter sẽ ở đâu đó trong map bờ. đẹp với hồ. Chị Ôi, ơi. Lucino ở bờ biển đang lên thuyền. À thế à? Ủa không phải, Hunter mới đi phải? Tàu đỏ. Hunter mới mà dí con này thì hết ngày. À hết đồ rồi Oh. chứ. Chị ơi, Hunter mới cầm cầm đá máy sướng chị à. Tại sao? Hồi trưa em đánh xong một đứa đó, treo ghế đó xong bay qua cái máy khác, đạp cái mặt hết nguyên cái máy. Bay qua máy khác rồi có bay về được không? Không, con này chơi không, em nói thật, con này có thể là chơi không cần cam đó, như chắc chắn bạn không bắt người nhanh. Em chơi không cần Khó. cao luôn mẹ, còn bốn máy đe máy sẽ còn bốn máy. Vấn đề là bắt người nhanh chứ đầy con nó áp sát, nó không không dí được những con như kiểu con gì được nhỉ? Chịu, Con nếu như này mà này. đầu game mà bắt người nhanh á là bay qua đập đập luôn, cái Rồi. khó thế mà cũng làm được. Khó vậy cũng làm được nữa. Còn nguyên stress kìa. Thường thường người ta ba máu ai đi một máu. Thôi ít nữa cứu ra còn stress. Chị biết gì không? Em Ơi. cặp 6. À thì thôi. Lần Bị 2. dạ, hình như bị kẹp xe rồi sao á. Con này cầm xa được mà. Đây cầm xa nó phi. Nó bay quả về mà. Ê nhưng nó lên tầng kìa. Trời ơi. Không cầm xa được rồi. Yeah. Ủa, Unikay hả? Chưa chỉnh à? Chạy đi, cứ chạy thẳng, cứ chạy thẳng, cứ chạy thẳng đấy bạn. Đúng rồi, cứ chạy thẳng đi, cứ chạy thẳng đi, để mình đánh nhá. Mẹ biết bê. Để cậu mắc luôn Cầm cái cái bóng. BSB vào. Cầm biết bê mà để cho bạn hết stress trước khi... Ê, bạn không thì stress là tôi gà lắm. Rồi, ok. Đấy, rồi bây giờ Tiếp tục tự nè, cố gắng lên. túc. Bây giờ tự túc đi Giờ tự bạn. túc đi nha. Ra Mẹ, rửa mát đi Hưu. nó Ra phải rửa mình một mát. quả bóng rồi đó. Ra rửa Nó mát chờ đi quen Hưu. nữa. Đây, em đang chạy ra giữa bếp đây. Tê li luôn rồi. Nó đuổi con kia mà. À thôi, em có đứa thi rồi. Gà chủ Nhanh! thế. Đừng! Sao mày cắn dây đi? Trời. Sao mày cắn dây của tao? Hay, đừng! Đừng lên trên! Đi xuống! Cái gì vậy? Con mèo hả? Mèo cái đầu mày. Đi có vòng xa. Đi có vòng xa. Đúng Phải rồi. rồi. Mất người. Đừng có cắn dây. Trời ơi, con vùng liều. Mất người. À không nó có quả mà. Hai chạy nó bay. Nó với chị luôn á. Cảm ơn. Đừng mèo. Nó bỏ chị rồi mà, nó có gì chị Chị đâu. ơi, chị ơi, quay quay phim. Chị ơi, ngược lại, Ê ngược lại. không, đâu 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 đâu. May mà trời nha. Đi lê. Ôi Đi đuổi đi chị chị đến á. bao giờ? Đuổi chị luôn hả? Ừ. Chị chết đi. Không ai cứu chị đâu. Mèo cái đầu mày đi ra. Trời ơi. Tại Bạn vì làm cái situation gì thấp vậy? hay sao hả? Ừ mày thấp thật. Tự nhiên đang đang chơi với mèo cái tự nhiên nằm cũng không biết luôn. Cảm ơn. Làm sao mà được? Ở đó. Chị ơi, mấy đứa Bố kia dí đâu được vậy? mình. Tại sao một đứa nửa máu mày không giúp mày đi dí một đứa cao to Sao mà mày? dí được Hả? Trong khi mình? mày đánh nó một phát xong nó dặn cho tao. Hả? Mày nghĩ gì? À không, xin Nó lỗi. đòi gì? Trong khi chỉ là một con little girl. Ôi rồi Nói xong gì? luôn. Vừa mới nói xong. Ôi ôi, khó thế cũng làm được. Khó vậy cũng làm được nữa. Hiểu ta nè. Đúng rồi, đè tao đi. Đúng rồi, hấp tao đi. À, em ơi xuống hầm Chị rồi. ơi. Em tới đây. Em sẽ tới đây, đừng lo lắng, em sẽ tới Một đây. pha Cố lỗi lên đi. lầm. Ủa sao nãy chị nghe cái tiếng nó tê le rồi mà. Ôi phát. Chị nghe cái tiếng nó hù mà tại sao nó lại vẫn đứng ở chỗ Thôi cũ rồi. nhỏ. Rồi, em tôi đã bị lừa. Nó xấu rồi mà. Chị thả luôn chị thả luôn chị thả. Chị bu lên người em rồi. Khôn thế. Khôn lắm em ạ. À. Chị đâu có ngu. Cái gì Lần nó khôn đố nó thế? bắt chị Rồi lên ghế này lần nữa. Rồi em chết thì sao? Ok, đứng. Làm sao được. Thôi có chị ở Em đang đây. gồng mà. Trời
Trời ơi, Blink. Ui. Ủa, chưa Blink, chưa Blink. Blink rồi, thấy vàng vàng rồi. Chưa. Chưa. Cái gì vậy trời? Chị tự đi vào cái tầm rồi nó chưa vào. Mất rồi. Nhảy hộ. Blink rồi, giờ nó mới Blink nè. Đi. Blink rồi, đó nó treo luôn rồi kìa, xuống hầm tiếp. Ủa sao chị không đi? Alo. Mày xong à? Cứu luôn nhá. Cứu luôn. Ở đâu không biết luôn kìa. Thằng này cay sướng lắm này. Sao phe bóng mà rồi. Ơ chưa vé. À bà lên còn hai quả. Vừa di chuyển vừa chỉnh. Chị ớt là cô ti bãi. Ra cổng chị ơi. Nó đang đuổi chị mà. Kệ chị. Ra cổng hoặc chết. Không, chị không ra được. Hết giấy rồi, hết giấy. Chị chết rồi. Yếm rồi, hết giấy rồi. Yếm. Vì chị xứng đáng. Ai lại làm thế? Chị, vì chị xứng đáng. Trời, bếp butter. Nó cay chị, nó dí chị luôn lần cuối. Trời. Mít robot được chị, lên phòng khác đi. Người ta tuyển á. Kệ người ta. Tạm. Biết tôi chạy người thẳng lưng cái nào. Tôi tơ giữa map. Từ hướng nào đây? À, Percy. Trời ơi, đừng, xin hãy đừng Percy. Xin hãy đừng là Percy. Đừng mèo ơi, xuống đi. À Percy. Đừng mèo, đừng chạm tay, đừng. Chém mét thi. Cái gì vậy? Mấy con mèo không quản được à? Mèo ơi, đừng mèo. Ây da, ni hụt. Hụt sớm dữ vậy. Cái con mèo này. Nó mang cắm mắt hay là ấy vậy? Tê lê vậy. Chưa thấy cắm mắt. Có tê lê không biết đường. À đuổi thằng kia rồi. Chả thấy ping gì cả. Kêu trên kia. Không cắm mắt đúng không? Không. Ờ vậy tê lê rồi. Chưa vô bãi cài thôi. Chị tê le sang heal em nhá. Em không biết được từ từ á. Nó gì em á? Nó đổi vô kêu, nó về em. Gì em á. Ui giời ơi, chặn đầu luôn. Rồi cùng nhanh giữ cho em. Ý hai lần không vô được bãi cay cay thế nhờ. Giờ thì đi support em nhá. Em còn máu không? Cứ đứng gần cái bãi cay thôi. Ôi giời ơi, nó nhảy chị em ơi. Sợ thế. Nó đuổi chị em ơi. Là chị. Em có người cứu rồi. Không, nó về em. Buồn rồi. Kêu nó đi. Điên hà. Nó còn đồ mà. Ê, sao mà nó bằng đá máy hay sao á? Chị thấy cái máy này mất tiêu này. Ê, con kia có bê cho em được không? À, Berlin. Percy Berlin. Ghê thật. Trời má, support kiểu này dục bà luôn. Nó có đỡ cho em được không? Chị ra chỗ em này. Có. Chưa thấy đứa này support kiểu này luôn. Nó support kiểu gì vậy?
Ôi hay quá trời ơi, đừng. Ai đờ mà mày lừa tao. Máy cuối ở đâu vậy? Khó thật, mày cũng làm được. Chị support cho. Đây, đi vào đăng lăn cái ván này. Chưa thấy là được support kiểu gì đâu. Nó tản cái. Tôi dùng hai cái mà tôi ship chết hai lần. Đừng chị. Không, nó có làm gì được em đâu, chị đang đi tham mà. Chị đỡ cho em luôn ý. Trời ơi, nó dùng hai cái tôi chết hai lần. Chết trong lòng một chút. Thôi đứng. Trời, đứng cái kiểu gì, đứng ở đây, đây nó lướt được. Hãy đứng như đó thôi. Chạy đi, đây nó lướt được mà. Thế là phải chạy theo Master. Rồi, mất cái gồng. Hiu, đứng im hiu được. Nhìn nó lên kìa. Chào. Mất dấu. Có mất đâu. Gần mất rồi. Không mất. Đấy, bé là đúng rồi. Chạy đi. Chị ơi, thả đi. Rồi, trượt rồi. Cái gì vậy? Tự nhiên muốn kiếm gì ở đây? Không biết nó làm cái gì. Ôi, nó hút chị em ơi. Rồi, bắt tờ cover tốt quá. Khét quá. Nó đuổi em. Đi anh sẽ chạy lại với lần với cái đồ chơi của con kia. Nó đuổi em. Em xong, chị để chị xong, chị ra cho em. Ủa, không ai giải máy à trời. À đây, có. Cô làm gì ba? Cái gì nhất mà có thể xài được là cái này. Ôi trời, sợ đấy. Thôi chị đi bê bê cho rồi, chị sợ mà chết lắm. Rồi, nó trượt rồi. Chị có thể làm thế với em hả chị ra? Ôi, chị chết rồi. Trời ơi. Chưa chết, em. Cố lên. Ôi, nó còn đánh phủ nữa. Ơi. Chị tôi thương tôi lắm. Trời ơi. Đấy, chị ra không bóp lại được rồi á. Mày bị kẹt là mấy cái gắn. Phải do chị đâu, còn đấy do em mà. Chứ lại do em. Chị có thấy cái đồ chơi không? Em đến cái đồ chơi thì Ballet. Rồi, hay các bạn ơi, chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết. Thôi, không sống cùng chết nữa. Bạn chết đi. Ủa, support vui ghê á. Nhưng người được support không vui chị ạ. Em để nói với chị rồi. Chết chị rồi. Em đã nói với chị rồi là khi chị sẽ bóp cho em, chị hãy hỏi em để em nói rằng thả giấy khi nào. Nhưng mà chị có bóp em quả nào đâu. Phần cuối em bị chết là do em. Đây nè, chị qua đây, chị sau lưng. Qua đây. Ừ. Chị thấy cái này không? Có. Em vừa nhấn vô cái chị vừa cái em bị mất luôn. Nhưng mà em có thấy là nó đáp thẳng về cái hướng em nhảy không? Không, nhảy vẫn được.